Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S News và ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Mới đây, một clip ghi lại cảnh khách Tây bị chặt chém khi sử dụng dịch vụ đánh giày tại Việt Nam đang khiến cho rất nhiều người phẫn nộ. Cụ thể, vị khách Tây này đã trả 500.000 đồng nhưng chỉ được trả lại 200.000 đồng. Một đoạn clip đang khiến cho rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ bởi vì đoạn clip đã ghi lại cảnh chặt chém khách ngoại quốc, một vấn nạn rất hay xảy ra tại Việt Nam. Được biết, người khách ngoại quốc này đã sử dụng dịch vụ đánh giày khi được mời và đến khi anh trả tiền là 500.000 đồng, người thợ này đã cầm luôn và đi mất. Đến khi một người bạn của vị khách này là người Việt Nam gọi với người thợ đánh giày quay lại mà nói rằng tại sao lại đắt như thế, thì người thợ đánh giày mới chần chừ rồi quay lại trả cho vị khách Tây 200.000 tiền thừa. Vậy là vị khách Tây đã mất 300.000 để đánh một đôi giày. Anh cũng cảm thấy mức giá này là đắt và có ấn tượng không tốt một chút nào. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng, ghi nhận được những bình luận như sau. Cứ cao thủ không bằng tranh thủ như thế này thì bảo sao khách Tây một đi không trở lại. Hình ảnh Việt Nam trong họ sẽ rất xấu xí bởi những con người tham lam như vậy. Thật sự xem xong clip xong mình cũng thấy xấu hổ thay. Không biết là qua những tình huống như thế này, người nước ngoài sẽ nghĩ ra sao về Việt Nam mình nữa. Việc chặt chém du khách nước ngoài vốn không còn xa lạ đối với Việt Nam, tuy nhiên hành động kém văn minh này nên được dừng lại. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.